Các bạn đang có một cái bình ắc quy nhá, ắc quy lithium hoặc là ắc quy truyền thống cộng với bộ sạc, thì bây giờ có một vấn đề là anh em đang muốn tìm hiểu xem là làm cách nào mà để biết được là cái bình ắc quy của các bạn nó còn điện hay không, đúng không? Tức là còn bao nhiêu điện và theo thiết kế của nhà sản xuất thì là nó còn bao nhiêu dung lượng trong bình. Thì hôm nay mình sẽ có một cái chia sẻ nhanh cho anh em về cái cách đo nhé. Ở đây các bạn đang xem là sử dụng hai bộ, một bộ là bộ nạp của Suder, một bộ là bình ắc quy lithium 12V 25A. Đấy, còn một cái bộ tiếp theo nữa là bộ đo. Bộ đo này là bộ đo mình bản nâng cấp nhé, chứ còn bình bản thường sẽ không như thế này. Đấy, bản nâng cấp thì đo chuẩn hơn và sẽ thêm một vài tính năng nữa nhỏ ở trong. Thì ở đây là mình đang cắm sạc nhé. Bình thường anh em sẽ cắm sạc là từ cái bộ cái sạc này này, đúng không? Là anh em sẽ cắm luôn vào cái bình, là cắm sạc luôn. Thì bây giờ các bạn chỉ cần qua một thiết bị như thế này, biết được luôn là điện trong bình còn bao nhiêu, vơi bao nhiêu hay đầy bao nhiêu luôn. Đây, ở trên màn hình của nó nhé thì đang báo thông số như sau này. Một là nó báo ở đây là mức von là 12.57V, dòng ở đây là 0.8A, tức là đang nạp vào ở mức là khoảng 9A. Thì power nó sẽ tương đương là 111W. Và cái dòng engineer này là cái dòng tổng điện đang nạp vào là bao nhiêu, thì đây là được 5,6W. Bình này là bình 12V 25A, thì cứ tính cho nó sẽ dao động ở tầm khoảng 12V, tầm khoảng 20A nhá, thì nó sẽ tầm khoảng 220A, tầm khoảng 220W. Thì cái bộ này này, khi anh em nạp điện vào cái chỗ này này, cái chỗ watt giờ này này, nó sẽ lên cho các bạn tầm khoảng 250 đến 260W là đủ dung lượng bình nhá. Thì là đủ dung lượng của cái bình này. Thì các bạn sẽ tính được luôn là cái bình này có đủ dung lượng không, hay là bị thiếu, hay là sau một thời gian dùng là dung lượng bị tụt giảm nhá, sẽ tính được ra luôn. Thiết bị này rất là tiện, anh em nào mà làm về pin nhiều thì có thể lên sử dụng những bộ này để kiểm soát được là bình của mình đầy điện hay không, hay vơi hay không, hay sắp hết điện hay không, thì đều sẽ ra được hết, tính được luôn, cực kỳ cụ thể và dễ. Bộ này sẽ thích hợp cho những anh em nào mà lắp cả cái hệ mà sàng lọc lại cái bình ở xe điện ấy. Bởi vì xe điện anh em biết là cứ bốn là nó chạy 8 bình, 4 bình đúng không? Thì trong 4 bình kiểu gì cũng sẽ một bình kém. Đấy, khách mang ra thay bình thì thường là sẽ thay luôn cả 4 bình. Thì anh em chỉ cần lọc lại được 3 cái bình còn ngon, còn một cái bình hỏng thì bỏ. Thế là anh em lại có tiền 3 cái bình kia bán thanh lý cực kỳ ok dễ luôn. Nhưng phải cần gọi thùng máy đo nhé, chính là những cái thiết bị này. Rất đơn giản và dễ làm luôn.